Đến sáng 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Mến Vân Đồn, phường 2 quận 4. Nạn nhân được xác định là anh Sơn, khoảng 35 tuổi, tạm trú quận 4. Trước đó, đêm 8 tháng 11, người dân tại hẻm 289 Bến Vân Đồn, phường 2 quận 4, thấy anh Sơn cãi nhau to tiền với anh Hiếu, khoảng 30 tuổi, tạm trú quận 4. Một lúc sau, trong lúc mâu thuẫn, bất ngờ anh Sơn bị anh Hiếu dùng dao Thái Lan đâm vào người trọng thương. Mọi người liều hô hoáng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Hiếu ngay sau đó đã bị người dân khống chế gọi công an xuống hiện trường để bàn giao phục vụ công tác điều tra. Nhân tin báo, lực lượng chức năng quận tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm lấy lời khai các nhân chứng. Cơ quan chức năng cũng thu thập nhiều vật dụng liên quan để phục vụ điều tra.